Yo, chào tất cả mọi người, mình là Ba Mi. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kinh. Thì hôm nay mình và Ba Mi sẽ chơi Roblox Infection. Thì trong game này mình và Ba Mi sẽ trở thành đội giải cứu. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ chọn nhân vật trước. Ê, mày chọn Maxman đi cung. Ok, Maxman là có một khẩu Azure Rifle với là một cái flashlight ha. Âu, mày coi thử có bao nhiêu medic vậy? Một medic. Okay. Hai medic. Chọn rồi ba. Vãi trưởng ba medic luôn rồi, vãi ba người cứu hộ nha mọi người, ba bác sĩ á. Mày có medic nào mà có cái đai W W W không? Thì cái gì hồi xưa làm võ sĩ không đó, sau đó cái về hưu làm bác sĩ. Đó, cái như cái thằng hồi nãy ở trên phía trên này nó nói nè, nó đang bị kẹt ở giữa cái sa mạc này, bây giờ mình và cả đám này sẽ đi cứu nó. Nó kêu là cẩn thận nha mấy má. Chung á là không hiểu tại sao thằng này là cái quần gì mà cả đám phải đi cứu nó mà chết lên chết xuống. Giờ chắc nó là người nổi tiếng hay là người quan trọng mà. Có khi nào là tổng thống á. Ok, bắn cho Bi. Lũ đen, zombie gì này đấy là nó có tổng cộng là từ có 5 cái gói medic thôi. Mà mỗi lần bắn ra là nó bị đánh lại. Ok, đang bắn đi. Ba mày bảo vệ, ba mày tại vì tao là medic mà. Ok, tao biết mày lúc nào mà mày chẳng mê cái đích. Cũng là mé địt hả? Ờ, kia nó medic. Mé địt. Kia nó địt ghê lắm mọi người, hôm qua đi giặt đồ mà nó đi nó địt rách quần luôn, nó vô nó may lại luôn, thấy ghê không? Khẩu nghiệp nha ba mày. Tao nói sự thật mà kia tao khẩu nghiệp ba. Khẩu nghiệp là nghiệp quật nha ba mày. Ôi cẩn thận kìa, exploder. Người nổ. Ôi, con màu đỏ, con màu đỏ. Bắn nó đi, bắn con màu đỏ đi. Rồi. Ôi, nó nổ cái gì mà sao ta chưa thấy nó nổ luôn á. Trời, chết thêm đứa nữa rồi, cái gì mà chết liên tục ghê vậy. Trời, bơm máu vô. Thằng nào hết máu rồi quý. Thằng này kìa, thằng ở trước kìa. Nó ao luôn rồi. Vãi, chơi dơ vậy. Còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người. Tao bị mất một cái gói medic. Không, nãy để cho tao được rồi. Gì á. Nhưng mà mày chết giờ đó, mặc dù là giỏi về Oppy nhưng mà cái gì cũng phải cẩn thận phải không? Đúng rồi. Rồi nhảy đi cô. Ê, còn medic nhảy chưa được kìa, còn hai đứa nhảy chưa được. Nó buồn hoặc nó chết bây giờ, ba đứa luôn, một thằng nó bị rớt xuống lửa. Ba chưa. Đang leo lại. Dưới ở dưới nóng như cái lò lưỡi luôn, lò lửa luôn á. Nóng như cái lò luôn á. Cái lò. Ok, hai đứa đi à, thằng kia chắc nó chờ bạn nó rồi, bạn nó bị cháy nữa rồi. Đi ba mi vô rồi kìa đi. Ok đi thôi. Chạy nó nổ rồi. Chết một medic. Thấy đây là cái thằng phóng đập đập nè. Đúng rồi, thằng phun đập rồi, thanh niên ở dơ. Rồi xong, chết một, chết hơi bị nhiều ấy. Rồi còn có 5 đứa à, vãi trưởng. Không tin luôn. Ủa cái biệt đội gì mà Sam chí đố vậy trời. Bị đội Avenger siêu anh hùng. Bị đội báo thù hả ba? Sam chí đố chết cả đám, thiệt tình luôn. Gì người ta kìa, phụ nó. Có một đứa sắp chết luôn rồi kìa, quăng bom cho nó, quăng máu cho nó rồi nó chết luôn rồi. Lũ đạn còn có 3 thằng à. Bốn thằng, còn đứa. Ok, hay quá, nổ đi, bắn nó đi. Hay quá, ấy cái chân. Ok, được rồi, còn 4 đứa. Nói gì, không nghe. Làm đích á, làm đích cái đích, cái thằng nào cầm súng trường bắn cầm súng. Ừ. Gọi là... Ai, dính đích rồi. Rồi xong rồi, nó bị dính tao ơi, nó bắn dính tao rồi, đau quá. Sao không sao, đợi xíu. Rồi ok, hết rồi. Be careful Charger, oh no, Charger trong Left 4 Dead nè. Vãi vậy Charger hả? Ừ. Con này nó bự đúng không ta? Ui ui, chạy nhanh vậy. Mày nó nhật xíu rồi. Ồ ok, chết rồi. Nó rất là dễ chết. Ok. Ồ cái gì mà hơi lửa nó phun lên ghê quá vậy. Ê, hồi nữa ba tornado, bão cát, trời ơi. Trời má bão cát mà là nhìn ta đỡ núi lửa nó phun lên chứ. Ừ.
nhìn báo cát đúng sida luôn á. Vami, follow me. Ok. Come here. À, đi sát nhất rồi hả? Hú hồn. Đeo điên chỗ ba, mày hú hồn làm tao hú hồn theo ba. Rồi xong còn đúng ba gái luôn. Gái mê đích kia đi hoang mang chết luôn rồi. Ba mê đích mà bây giờ không có một thằng thôi, làm sao? Tại vì mấy thằng kia nó không có đam mê cái đích cho lắm, còn mày là mang đam mê đó. Bây giờ là còn hai thanh niên nè, đó vậy là một mê đích. Bây giờ ở đây hai cái đích làm sao mê được? Không mấy mày mê cái đích của tao nè. À bởi bắn nó, bắn nó bắn nó, đúng rồi bắn nó. Hay quá, mừng quá. Ôi mày tự bơm má cho mày đường kia. Được, tao quăng ra là còn bơm được á, nhưng mà cẩn thận nha, stalker xuất hiện rồi. Rồi, stalker, con này đang hồ lùi nè. Thì rất là nhanh nếu như mình bắn nó. Ồ, nếu như bắn trong đó là nó sẽ chạy rất là nhanh. Hên quá, nhảy kịp chứ không ăn đạn. Ăn gì vậy anh vậy? Rồi, rất là bơm đó thôi. Ok, bom thúi. Nó chạy bom thúi kìa, bắn nó. Ok, chết nó rồi, má mừng quá. Chẳng trước này là nhìn sợ mày, một đồng đi luôn. More zombie up ahead. Zombie rất có rất là nhiều. Ok, bắn cái con dây vàng chứ, dây vàng dây nhanh nè đó. Trời ơi, zombie nể tay nó bọt được sao nó giật, nó giật qua từ nơi này qua chỗ khác biến nhanh như vậy. Vãi, ta tưởng zombie tóc biến chứ. Mày bắn né đạn nha, né đạn nha, né đạn nha. Hay quá. Tao cứu bộ tao kẹp rồi. Thôi chừng dính bom bây giờ kia. Ok, thắng. Cái gì vậy? No. Hên quá. Coi chừng kia. Vãi kia rớt cái đầu luôn rồi. Xong phim. Gia đã hy sinh tìm đường cứu nước. Mày chết chưa? Chưa. Vậy vậy thì chọn cái ok. Vô. Bây giờ mày chọn thằng nào? Để coi tao chọn Maskman tiếp. Thì chắc tao vẫn tiếp tục với Medic nè. Mày Medic tiếp đi. Ừ. Chứ cái Agent là cái súng bắn chậm lắm, không có mê cho lắm. Hiện tại giờ ở đây còn rất là nhiều người. Ok. Hiện tại đây chưa có ai chọn hết, thì trong đây mới có 4 người chọn ha. 5 người. Tao vô medic rồi đó. Rồi. Rồi, 1 medic. Đó kia là medic nha, 2 medic. Đó, thấy chưa? Tao nói rồi mà rất là nhiều. 3 medic. Medic ít thôi mà phải thích. Vậy. Được. Cái thanh niên này có cái đích có gì thơm đâu mà mê hoài. Nó thúi mới mê đó. Tao nói giống như tao đang nói tạo mày. Ừ. Kia nó mê những cái gì thúi nhất hay vậy, nó ở dơ như quỷ. Ai ơi, áo trắng người sáng tương lai nha. Lát hồi ra áo xám luôn. Ai trưởng gớm quá ba. Cái này rất là cuộc gì vậy, nó chưa kịp động nữa. Coi cho nó chung là cái mặt đổ của tôi. Ồ, bên đây là con nữ chứ không phải con nam mày ơi. Ra khổ. Mày rảnh quá, giờ mày soi giới tính nữa ba. Chứ bắn sao giới tính nhiều lúc nhiều tính giới tính nam á, mình không có đam mê cứu á, nhiều lúc giới tính nữ mà đam mê hơn. Cái gì mà mới vô mà sao rồi bơm má cái anh đen đó đi. Rồi chết luôn. Vãi. Ờ ok, đi thôi. Gì mà zombie ra mà làm nhạc hào hứng ghê. Bây giờ chắc phải tự chèn nhạc bằng miệng. Palapala o cái cơ cái bô a cái ca. Xong rồi nhục chí thêm. Không báo nhớ là zombie nó nghe âm thanh nó sợ nó chết bớt các bạn. Có zombie đỏ kìa, bắn zombie đỏ đi. Đi dưới tao kìa. Dưới nó đi. Thôi hay quá, comment đi. Ok. Còn bao nhiêu? Còn có 1 2 3 4 5 6 người à ba. Còn 2 mấy địch đó, có nói rồi, còn 2 mấy địch đó. Còn 2 mấy địch, 1 mấy địch đã bị nghe mùi đánh rắm thúi quá nên là chết rồi. Quá tao còn sống nhân răng tao quen rồi. Đâu có vậy, bắn đi anh em ơi. Bắn nó, đứng này ba, có đang bắn nè ba. Bắn né né ra, đứng gì sát đạt vậy? Trời ơi, cái thằng medic kia ham ham hố lên trên chi trời. Kêu zombie, ảnh vừa đi, ảnh vừa chát như dưới kia zombie, quá chưởng. Ok. Cương đừng chát cho chết à. Rồi, vẫn còn 6 người và máu vẫn còn đầy.
Ôi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, đừng có tới gần, đừng có tới gần, mỗi lần mà đi xong đừng có tới gần. Tại nó hay mo zombie ra lắm. Ok, chết, hay quá. Ai mò gì đó, còn một đứa dưới tao kia, nó hấp tao kìa. Chết rồi, ok, mày an toàn rồi. Còn trời mà ăn nhiều lắm, mình mo nhiều vậy. Không hết nổi đâu. Trời, zombie đâu mà tay nó bọt ra nhiều dữ vậy. Ôi, ok, chứ nó luôn đi, tao chạy trước đi. Nguy hiểm quá. Ok, nó ngẫm cầu tèo rồi. Rồi rồi rồi, đi. That's for a lot zombie. Có rất nhiều zombie ở đằng trước, hãy đi đường tắt. Đó, đường tắt nó dài hơn đường chính vài cây số thôi. Giá là ba dài này chính mấy chục cây luôn ba. Vậy hả, mấy chục cây luôn hả? Vậy là gọi là đường tắt đó. Đó chữ cái định nghĩa đường tắt này nó thật là nhức não. Rồi đường tắt nghĩa là đường bị tắt á, đường bị tắt nên đi đường vòng. Ê cái con màu đen màu đỏ hồ má ơi, con màu vàng nó dí ghê chứ. Ga là Sida xong qua hiến máu rồi, đưa lên cái nó tay là bọt zombie ra chết luôn nè. Thằng này mất máu rồi, thằng này mất máu rồi, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Bơi cho nó đi, bơi cho nó đi. Có hàng mà kéo dừng lại đi, nó hâm hố rồi. Thằng quỷ này nó chạy hoài sao có hiếu được. Qua đây nè, qua đây hiếu nữa nè. Đó, hiếu đi. Rớt bà nó, ok nó đầy máu rồi, rồi hay quá. Ghê thì ga nó chọi cái bom ra, cái nhỏ đầy máu liền luôn. Cái chọi bom nó ba, ta chọi cái medic của tao ra đó. Nó chọi nguyên cái medic vô mặt, nó chọi cái nick vô mặt của người ta luôn, làm tao đầy máu, ngợp thở đầy máu lại luôn. Thì có thể lây lan khi mà tao quăng ra là tụi bay cũng có thể medic chúng ta. Bắn nó kìa, đông quá à, đông quá à. Một đứa nữa kìa. Rồi một con đỏ nè, con đỏ này nổ ghê nè. Ồ ok. Ok vẫn chu toàn danh số là 6 người nha. Yeah, good man, good. Good con bắn đi. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á, mấy ông này không đi đâu á. Ôi làm tao nhìn tao bên kia chứ không tin luôn á. Nhiệm vụ focus. Ok, nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi, ok, chết luôn rồi. Cái dắt thông rồi đó, không còn nữa đâu. Có. Còn màu đỏ với màu xanh kìa, bắn màu đỏ đi. Mà lắm đó nha. Zombie đâu mà cả nùi, cả ruột, nó ra báo bao nhiêu nó ra hết trơn luôn. Còn không, để tôi biết đường tôi đi tiếp nè. Còn, còn nó nhanh, chạy đi, medic, trời, con medic kia đứng im rồi. Ô phải không? Cái gì đâu mà sao ở đây tập trung đông vui vậy? Ồ, ok, chết, hay quá. Còn nữa không? Mày ra nữa luôn á. Chắc là hết rồi, đó, good work, keep moving. Gì đâu mà tập trung ở đây đông vui, dễ sợ đông luôn. Nói tao biết nhỏ này là nhỏ nào luôn á, thần thánh dễ sợ. Còn, trước mặt kìa ba mi, cẩn thận okay, nha. Ok, tao đang bắn nè. Mà cứ yên tâm mọi chuyện, cứ để tao lo. Rồi. Chạy đi, bắn. Trời ơi, đi bắn mà có gái đừng kia chơi cái bên nữa chứ. Đỏ kìa, có con đỏ kìa, mấy ơi, có con đỏ kìa. Đang bắn, đang gà đen. Ôi giời đất ơi. Reloading. Ôi, đừng chiến tao hồi máu đó đã. Bơm máu cho thành niên quốc còi đi, ok, hay quá. Let's go, thành niên nào hết máu thì nhớ cẩn thận nha, bu với đít của mẹ đít nè. Ô, baby, ở đằng trước có bị có vấn đề nè. Foster hả? Là cái chất mà gây làm ung thư, lộn, gây giờ zombie hàng loạt nè. À, thì ra chất hóa học để làm cho người ta biến thành zombie. Đúng rồi. Trời má ơi, tao hùi vậy. Là chất hóa học rồi còn tao hùi, nó chơi dơ vậy. Ê, là chất hóa học phát sáng cho ta thấy đường ha. Ơi, yeah. Ok, trời qua đủ 6 người nha, trời đường rồi một anh đi rớt. Không sao. Rồi, hai thằng rớt. Kia chết chắc luôn, khỏi cứu luôn. Nó buông xuôi luôn kìa. Đó, hai thằng nó buông xuôi luôn rồi. Rồi xong chết luôn. Buông xuôi luôn, trời đất ơi. Trời đất ơi, thiệt tình còn có 4 người à. Nó thiệt là cho ba mi cứu. Ôi, bắn. No, trời, tao ăn chung với bom rồi. Tao chung với bom rồi, no. Possible. Rồi. Ok. Ba mi đứng yên. Trời ơi, hên quá, chắc chắn, bơm máu gấp. Kìa lùm. Vô đi nè. Ok, bơm máu tao đi, bơm máu, né ra. Rồi xong kìa. Lùm máu vô. Ok, trời ơi, là trời mình quăng máu trước mặt nó mà nó không thấy. Thấy rồi. Ba đợi mày thấy tao chết rồi làm ăn gì được nữa. Vãi chưởng, rồi chết hết còn mình tui luôn, tui chết luôn cho vui nè. Trời ơi. Vãi thật rồi.
Ok các bạn, thì mình mới ra thấy dừng video rồi. Thì hôm nay cuộc hành trình giải cứu con bánh bèo với lại thanh niên kia, thì không biết hai anh em nó có nhiệm vụ gì trong đây mà hy sinh rất là nhiều để cứu đó. Thì nhiệm vụ thất bại đó, thì lần sau hai đứa mình sẽ làm nhiệm vụ lại ha. Bây giờ về nghỉ ngơi thôi. Ok các bạn, thích video này lại tha đứa mình một like một share, và nhớ subscribe kênh channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.